rồi. Cái áo bi này xinh quá mà không bác nào lấy. Áo bi này đẹp thế này. Hôm nay tự nhiên tô vào cánh sen nữa. Không phải, tìm nhầm. Mình có nhìn đâu, mình tô vào rồi mình mới thấy. Hôm nay tô xóa vào cánh sen. Nhìn lạ thế không biết. Kể cả mặc cái áo tím mà là xinh nhỉ. À. Lên chưa? Ở đây, giờ mới thấy các bác lên đây này. Mặc cái áo ế và xem có bác nào ủng hộ không. Thiếu mất cái dây đai rồi. Lô hôm nay thì đảm bảo là các bác ấy sẽ phê, vừa rẻ vừa đẹp. Còn mình còn không biết là có những cái gì luôn. Còn chưa biết là có hàng gì. Ôi, các bác ơi. Trời ơi, Tết này cả nhà ơi. Tết váy và áo rất rẻ. Sao lại có váy bầu à? Không có váy bầu. Chị hôm nay toàn hàng đẹp thôi chị ạ. Hàng vừa đẹp vừa rẻ nhá các chị nhá. Em vừa về được cái lô hàng thanh lý các bác ạ. Thì ra nó là hàng Quảng Châu cao cấp ấy. Rẻ lắm các chị ơi, rẻ dã man luôn. Thường là những cái hàng này là em ôm lô giá tốt nha. Ôm lô lên được giá tốt. Đẹp lắm. Các bác đâu rồi? Chờ một tí các bác vào, chủ yếu là vay nữa này. Ui lại còn cả set này. Cả set luôn này. Sơ mi kiểu mông tơ ghi toàn mẫu mới. Nó vào được với lô này đấy các chị. Nó về cùng được với cái lô này chứ em. Đây này, cả set này. Cho chị một cái kẹp đi. Cho chị cái kẹp đó, thời gian là cho chị cái kẹp mà kẹp gì? Một cái kẹp gỗ, một cái kẹp mà kẹp chân váy này. Đấy với một cái kẹp sắt nhá. Hôm nay nó mới trả một nửa thôi các chị nhá. Hôm nay mới trả một... đẹp lắm cả nhà ơi. Cả nhà ơi, các bác ơi, các bác cho em xin chia sẻ like đi này. Đố cả nhà biết cả cái set hàng mới như này em bán cho các chị bao nhiêu tiền. Nó quá bèo bọt luôn nha các chị nhá. Siêu bèo bọt. Và hôm nay em đầu tháng em bán giá tương tác nha các chị nhá. Cái móc kẹp quần ấy có thấy không? Có một cái kẹp sắt ấy, kẹp quần đấy. Nó mới trả được một nửa lô thôi nhá các bác nhá. Mới trả được một nửa lô. Giá rất là bèo bọt luôn. Đây, đây là một cái bọc đen luôn. To lên nhá. Ừ, đấy, to lên chút. Hàng về lúc 7 giờ các chị ạ. Không còn nó không kịp thở luôn đấy các chị. Định hôm nay không bán đâu nhưng mà lỡ báo mọi người là lên rồi. Nó trả hàng lúc 7 giờ. Đấy. Giờ cái này là hàng new nha các chị nha, hàng mới nha. Em hôm nay tối nay em sẽ bán hàng mới, còn mai em sẽ bán van hàn nhá, hàng van hàn kiện mới. Tối nay em bán hàng mới. Hôm nay mùng 1 em xin vía của các bác. Em sẽ tặng hai cái áo phông cho bác nào chia sẻ like giúp em nhé. Hai cái áo phông này cũng là hàng mới nha các chị nha. Thì các bác cho em xin nút chia sẻ like đi. Cho em nút chia sẻ like. Hôm nay tất cả đều là hàng mới và giá rất là tốt. Chất đẹp lắm các bác ạ. Phông kiểu nhá, phông kiểu hàng mới. Và em sẽ tặng hai cái này cho hai chị chia sẻ like giúp em nhé. Áo này hôm qua chị bán không bác nào mua. Các bác có thể chia sẻ về tường. Nếu mà cảm thấy không thích chia sẻ về tường thì có thể chia sẻ về hội nhóm giúp em. Nhưng mà chia sẻ về tường thì rất là tốt. Bởi vì các bạn bè các chị ấy biết các chị mua được ở một cái địa chỉ uy tín ấy. Thì sẽ giúp em có thêm khách hàng.
mà khách càng đông thì em sẽ bán càng rẻ các chị nhá. Khách càng đông em sẽ bán càng rẻ. Chất rất là đẹp. Chất rất là đẹp. Hai con này hàng mới. Chất đẹp lắm. Em sẽ bán cho các chị này. Em sẽ tặng cho hai chị. Tặng hai chị nha. Bây giờ là mấy giờ? Nhiều hàng đẹp lắm. Em chỉ xin bây giờ là 8:10 rồi. Em xin 5 phút thôi để các bác chia sẻ like giúp em nhá. Em còn đâu là em bán luôn thì thực ra em cũng hôm nay nhiều hàng quá không có thời gian đâu các chị. Các chị chia sẻ thì comment giúp em nút đã chia sẻ lên nhá. Em tặng hai cái áo phông mới này, chất siêu đẹp luôn các bác này. Chất cực kỳ là đẹp. Dáng lửng. Nay toàn hàng mới rất là đẹp. Thiếu của Nguyễn Hằng Phương váy à? Áo chị mặc hôm nay chị bán là 90.000. Hôm nay chị sẽ tặng em với giá là 50.000 nếu em lấy cái áo của chị nha. Áo cực, chất cực đẹp luôn nha. Đây là lô phông hàng mới các chị nha. Đẹp lắm, em tặng hai bác. Hạnh Lê ơi, chị hai con này chị để tặng rồi. Em xin phút 5 phút nha các chị nhá. Xin 5 phút để các bác chia sẻ like. Thực ra ít khi nhờ mọi người chia sẻ lắm. Nhưng hôm nay đầu tháng ấy. Đầu tháng thì cũng mong là ok cho 6BCT cái áo này của chị là 50.000. Đầu tháng em xin lộc các bác. Các bác cho em xin nút chia sẻ live stream nhá. Về tường và các hội nhóm giúp em. Hai áo phông. Thiếu ba lô của Hoan Trần à? À đúng rồi. Cái ba lô trẻ con có rồi đấy, thế để chị gửi đơn tới này nhá, đơn mai chốt cho em nhá. Hôm tối hôm nay là em bán hàng mới nhá các chị nhá, mà bán hàng mới và sẽ bán với cái giá tương tác thôi nhá. Thôi bán luôn này, tặng luôn này. Không mini game, không em không mini game đâu. Em sẽ tặng bất kỳ một bác thôi. Cho em xin nút chia sẻ like đi. Còn sau em sẽ giới thiệu các chị là cái lô hôm nay em bán được là em lấy được một cái lô là gồm váy và set nhá. Các chị chia sẻ giúp em xin 5 phút em giới thiệu qua hàng hôm nay này. Nó sẽ gồm ví dụ như là cái set bình thường các chị là phải phối đồ đúng không? Thì trong cái lô này nó sẽ có cả áo cả chân váy chẳng hạn nhá. Để các bác vào một set luôn là nó đã có set rồi. Rồi là váy này. Váy rất là xinh này. Rồi áo kiểu này các chị này. Những cái con nó mới trả được nửa lô thôi. Nên là hôm nay em sẽ bán trước. Có bao nhiêu bán trước. Những con áo kiểu rất là đẹp như này. Giá thị trường nó tầm hơn 200.000. Nhưng em cũng bán cho bác giá tương tác thôi. 100.000, hơn 100.000 một con. Các chị càng chia sẻ nhiều em bán các chị. Giá em tính chi phí vào khoảng 120. Nhưng các bác chia sẻ nhiều giúp em tặng, bán hôm nay bán tặng giá 100.000. Bằng các bác mua rẻ hơn các bác mua hàng si luôn. Những con áo như thế này. Nó rất là đẹp luôn ấy. Rất là xinh nha các chị nha. Chất đẹp khỏi bàn luôn. Bánh bèo rồi đâu rồi. Đấy đây. Các bác cho em xin 5 phút thôi. 8:15 Huyền bảo chị bán luôn. Cho em xin nút chia sẻ là. Đó nhá các chị nhá. Đẹp cực luôn ấy. Em nói thật luôn. Cả kể cả mông tư ghi cũng có lô mới về luôn. Mà giá vẫn để các bác giá sale. Xinh như này nha các chị nha. Tặng cho, thế em sẽ tặng nhá. Tặng cho Hoan Trần một cái màu vàng này. Hoan Trần một cái màu vàng này. Chấm bi có người sang tên rồi. Bác nào chia sẻ nữa cho em à. Cho chị Khổng Minh Tiên Siêm một cái màu đen nhá. Cho Khổng Minh Tiên Siêm một cái màu đen. Hôm nay em sẽ bán với các bác cái giá là rất rẻ. Đấy, ghi luôn đi. Có hai set này nhá, bác nào SM đều mặc được. Nó đánh size M đấy, nhưng bác nào size S cũng mặc được giúp em nhá, dưới 55 cân quay đầu. Cái kẹp của này em đưa chị chưa? Rồi.
rồi. Kẹp đen ấy. Kẹp đen đâu? Đưa hết rồi mà. Rẻ lắm các bác, chia sẻ like cho em đi, em càng bán rẻ càng đông khách, càng người ta đông khách người ta bán cao, nhưng em càng đông khách em càng bán rẻ nhá. Bình thường là các bác này, những con này nếu mà là lấy được hàng si thì nó là vào hàng đếm là bán 120 rồi nhá các chị nhá, không nói gì hàng mới nhá. Hôm nay em set bán set này các bác là 169.000 cả set hoặc là một váy trước 169.000. Bác nào nhiều lắm, hàng mới về nhiều lắm. Bác nào lên mã 1 giúp em. Có 2 set trước. Hàng mới về nhiều lắm. SM đều mặc được mã 1 nhá. Cả một set này luôn. Quá đẹp quá, chị nhìn cái tay xinh không? Cái tay của nó là bồng nhá, thân thảo nguyên một set này. Có 2 set thôi. Đỗ Quỳnh Trang một set nữa, ok. Giá 169.000 nó quá rẻ luôn ạ. Tính ra là bao nhiêu? Có 80.000 một cái á. Trời ơi, rẻ hơn hàng si nha. Và đây là con này còn nó là, nếu mà vào hàng đếm nó là 120 rồi các chị nha. Cho vào cái túi luôn. Váy này cũng thế này các chị này. Cho chị xin chia sẻ like. Em bán cái quần này cho các bác, nó lẫn một cái quần vào, với giá 59.000 cái quần mới này nha các bác nha. Nhớ chia sẻ like này, em đo xem size gì này. 59.000 cái quần này. Có váy chị ơi, cả váy cả set luôn nha chị nha. Cặp 74. Bác nào lên mã giúp em là tặng 2 giúp em, giá 59.000. Đẹp không các chị ơi? Mã tặng 2 giúp em nha, với giá 59k thôi các bác nha. Thế à? Tặng 2 chốt hạnh lên 60.000. Rẻ nhỉ? Rẻ quá mà các bác. Chia sẻ tiếp đi cho em lên view lên một tí nữa đi. Hôm nào cũng toàn mấy bà quen mua. Trời. Này, đẹp như thế này, chất mát rượi luôn nha các chị nha. Với giá 169.000 thôi nhá, 170.000 cái váy này thôi, hàng mới. Size M các chị ơi. Đẹp lắm. Em chưa là lượt gì đâu đấy, size M nha. Mã giúp em con này là 3 giúp em nhá, mã 3 170.000. Chất không đẹp trả lại em nhá. Không đẹp trả lại em. Ôm được hàng thanh lý nha các bác nha. Mã 3 mà không có lỗi gì đâu. Chị ơi ML đều mặc được, chị Hoa mặc vừa đấy. ML mặc được giúp em. Bác nào từ 50 cân trở lên. Đỗ Quỳnh Trang 170.000. Em bán tặng ngươi nha các chị ơi. Đầu like đầu hôm nay bán tặng ngươi nha các chị nhá. Giá 170.000 là em bán tặng nha. Bán tặng đây. Size này chỉ chốt bác nào size M thôi. Set này cho bác nào size M này. Gồm cả gồm chân quần sọc và áo. Nha rồi. Trăm tính ra 80.000 một cái này rẻ quá. Mình có liệu mình có bị nhầm giá không nhỉ? Bán xong lỗ sọc vô nha. Bán xong vẫn không thấy tiền. Một cái 60.000 ok. Sửa lại chị 160 đấy chị nhầm. Con nào? Con của chị Quỳnh Trang ấy, 160. 170 ở set này các chị nhá. 80 size L. Size L các chị ơi, size L đi. Size L nha. Bẩn một chút này các bác giặt sạch nhá. Size L cả set này này. Chị ơi bán với giá tặng nó cũng khác đấy chị ạ. Các bác ấy vẫn cứ bán với giá tặng nó khác đấy. Size L các chị nào. Chị nào lên mã giúp em con này là cam giúp em này, cả set này. 170.000 cả set, cả quần sọc, cả sọc vải cặp cao nhá. Cả sọc vải cặp cao và cả một áo.
Bác nào tầm size của em là vừa luôn. 170 cả set, nó là đi theo set rồi nhá các chị nhá. Đừng tách set ra nhá, mặc phối nhá, nó là theo set rồi. Bác nào lên mã cam. Gồm đây là nó theo set này. Mã cam giúp em có một set này. Bác nào lấy set đó lên mã cam cho em nhá. Size L đấy. Size L. Trẻ trung. Giống cái vừa nãy. Con này size M này, nó đánh size M nhưng mà ML các bác đều mặc được nhá. ML mặc được, lên mã xanh giúp em nhá, 160. Mã xanh 160.000. Giống con vừa nãy, ML mặc được. Chị nào lên mã xanh. Chất đẹp cực các chị ạ. Chị nào hụt con vàng vừa nãy lấy sang con này. Đánh size M nhưng mà ML các bác đều mặc được nhá. Dưới 57, 58 cân. Thanh Mai Nguyễn này. Mặc bẹt vai như này. Size S, size này là size S rồi. Size S nhá, các chị nào size S này. 160 váy nhá các bác nhá. Cặp 72 nhá, 72 quay đầu. 72 quay đầu này các chị này. Bác nào tầm dưới 50 cân. Mã giúp em con này là 10 này. 160. Mới nguyên. Bác nào lên mã 10 nhá, 160 cặp 72 quay đầu nhá, tầm dưới 50 cân, 50 52 cân. Mã 10. Xinh cực luôn các chị ạ. Chấm bi 160k. Bác nào tầm dưới 52 53 cân. Bác nào lên mã 10. Cái này là sơ mi 100.000 chị nhá. Con đấy size S, SM các bác mặc được. Sơ mi kiểu size S thôi các chị. Size S nha. Mã 12 giúp em này. Bác nào size S lên 12. 100.000. Con xanh này có chị chốt rồi, size M nhưng mà ML mặc được nha chị nha. Bác nào lấy con này lên mã 12. Size S. Size S nha. 100.000, 12 cho Hà Nghĩa. Ui váy đẹp thế mà các chị không lấy. Đùa các bác, váy đẹp ơi là đẹp mà các bác không lấy. ML 13. Size M con này dưới 56 cân này. Size M này, ML các chị mặc được. 13. Con này từ 49 nha đến tầm 55 56 cân nha, mặc như này nhá. 13 cho em nha. Chắc là không có, em cũng không biết. Bác nào lấy con chấm bi lên 13. Quá đẹp luôn ấy. Con đỏ này lên 15 giúp em này. Này mà các bác không lấy có 100.000. Con này mình mặc đi chơi được nhỉ, dáng crop top. 15 đỏ nha các chị nha. 15 đỏ. Size S lên 16. Size S 15 Nguyễn Thanh Hương. Size S lên 16 này. Dáng crop top như này. 16 Nguyễn Thanh Hương này. 16 cho em này. 100. Ở bên đấy á. 16. Mặc đi đẹp lắm. Phạm Gia Hân chất đẹp cực luôn ấy. 100 như chị bán, nói thật. Cái lô này bán một bán ít nhất phải 150 các chị ơi. Sơ mi kiểu như này ở ngoài nó phải bán 220, bán ít nhất phải 150 mới có lãi. Bán các bác 100.000. Các bác chê nó chịu luôn, không có lô nào rẻ như này nữa đâu. Thỉnh thoảng nó có lô đấy các chị ạ. Ở đây con này còn con đỏ nữa. Con nào con này khác kiểu, khác kiểu CS, con này khác kiểu nha. 18. Khổng Tung Tung có lấy con bi không? Con này thiếu cái mà các bác về móc giúp em lại cái này nhá. Thiếu mất cái cúc thôi. 18 size S. SM.
SM được đấy, SM mặc được nha. 18, ok khổng dung dung này. 18 hạnh cho Thảo Lê này, con đỏ này. Đồng giá 100.000 sơ mi kiểu thôi. Size M. Size M đây nhá. Thảo Lê. Size M lên 20. Bác nào fan của bánh bèo, size M 20 giúp em nha. Cái von tay chấm bi này. Size M 20 xinh nhỉ. Mà mình sao mình không thể mặc được cái này vì người mình nó quá xấu. Để cho Hương Phạm đi. Hương Phạm chốt của Thảo Lê ấy. Bánh bèo sẽ bé với xinh như size S. SM các bác mặc được nha. 160 này. SM lên giúp em con này là 23 nha. SM 23. Nó đánh free size đấy. Chốt SM đi. SM 23 160 các bác nha. SM lên 23 cho em. Con này nó chất nó quá đẹp luôn. Chất nó là chất kiểu dạng vải thô mùa hè đấy nha các bác nha. 23 con vàng. Bác nào hụt con vừa nãy lấy sang con này. Có chị lấy cho em rồi đấy. 23 con váy vàng nha các chị nha. Ở sao toàn xây nhỏ ấy. Mấy cái này co giãn rồi chị Quỳnh. Hả? 23 của Cao Minh Nguyệt à. Cao Minh Nguyệt cho chị xin số nhá. Cao Minh Nguyệt cho chị số đi. Cái hàng này nó hầu như là SM nhiều. Con này size M này các chị này. Rẻ hơn cả hàng si luôn. ML mặc được nha các chị nha. Con này dưới 57 cân. Dưới 57 cân cho em nhá. Màu xinh thế. Size M. Size M. Cao Minh Nguyệt cho số rồi đấy. Quá, 160. Rẻ hơn cả hàng si. Size M lên 27 giúp em nhá. Bác nào size M lên 27. Đẹp như này các bác không lấy là hơi phí luôn đấy. Còn rẻ hơn cả hàng si luôn nhá. 160.000. Bác nào lên 27 này. Dáng dài này. Đó. Đằng sau thắt nơ. Hoa phạm này. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Ôi cả một bộ size M đó chị ơi. 160 bộ này size M nhá. Con này dưới 50 cân đi nhá. Dưới 50 cân thôi. Đây nó đánh xét nó lộn xộn như thế đấy. Con này size M nhưng bắt đầu dưới 50 cân thôi. Mã giúp em là 28. Dưới 50 cân. 28 một bộ đồ nhá. Dưới 50 cân đánh xe S thôi. Chốt xe S thôi. Cả quần cả áo luôn. 160.000. 28. Bác nào 28 cho Nguyễn Thu Hiền này. Cả bộ luôn này. Nguyễn Thu Hiền không giấu này. Sơ mi kiểu à. Đầy hàng mới đó chị ạ, đầy hàng đẹp. Nhưng mà có vẻ không thích bánh bèo, các bác không thích bánh bèo hay sao nhỉ? Size S 30 giúp em nha. Size S. Đây này, bồng bồng như này, dáng crop top này. Bác nào lên 30. Size S lên 30.
Bác nào CS lên 30. Vâng chị ơi, chờ em tí. CS này. Con này là thô nhá các bác ơi. CS nhá. Mã tím S giúp em này, 160 mã tím S. Đẹp thế trời ạ. Bác nào lên tím S nhá, CS rồi các bác nhá. Nó là váy thô nhá. Váy thô cực kỳ là đẹp luôn, bác nào xe dưới 50 cân. Tầm dưới 50 cân thôi. Bác nào lấy váy thô này lên tím S, eo hả chị? Eo bao nhiêu á? Tím á. Dây đây. Trăm sáu mươi nghìn. Chị ơi, ở con này size M được đấy chị ạ, cặp 76 đấy. Eo lên đến 76 đấy. 74 vừa nhá chị nhá. Căng lên đến 76 có size M được đấy chị nhá. Size M được nha, chị nào lấy lên mã tím cho em nhá. Mã tím, bỏ cái bộ của Nguyễn Thu Hiền ra. Chốt chắc cho chị nhá, đầu tháng đừng có hủy đổi trả nhá. Bác nào lên mã tím. Này nữa cho em nha. Nhung kiều. Yếm và size L, chốt size L chứ chị chốt bao nhiêu size M thôi. Đánh size L nhưng mà chốt size M đấy các chị nhá. L được nha, tầm size em được nha. Size L, size L nha các bác nhá, size L. 160 nghìn đây này. Bác nào chắc lấy hăng lấy, còn không thì đừng hủy giúp em. Size L này, lên mã là yếm giúp em này, cả set này 160 nghìn. Yếm jean và áo phông. Má là yếm nha các bác nha. Bác nào xây L nhá. Xây L. Đẹp quá trời luôn. Mã yếm. Bác nào lên yếm xây L. 160 nghìn. Cả set. Lên set là yếm giúp em. Anasia này. Yếm giúp em cháu ạ. Ừ. Nó vào set rồi, chị không kêu bắn rời đâu. Size M chị ơi, dưới 55 cân nhá. Má đỏ giúp em này, dưới 55 cân, 56 cân này, váy này. 160 nghìn, bác nào lên đỏ. Mã là đỏ. Váy đỏ cho em, lên mã đỏ. Xuân Mỹ Kiểu nhá. Size S. FM thì con này dưới 56 cân các bác mặc được. Xinh quá. Cổ này xinh. Bác nào lên má đỏ. CS các chị ơi, chốt dưới 52 cân nhá. Dưới 52, 53 cân. Dưới 52, 53 cân, mã trắng S giúp em nhá. Mã trắng S. FM mặc được đây, em chốt trắng S đi. Cúc đây. Sunny Van kiểu. Bác nào lên trắng S 100. Hồng Minh Tiên Siêm. Có lô rẻ thì lấy đi. Châu ơi vừa đấy. Lô rẻ các bác lấy đi. Mấy khi có lô đẹp như này đâu. Đánh size L này.
rẻ đẹp, size L các chị ơi. Dáng baby doll nha. Để các bác 150, mã 150 giúp em, baby doll 150. Mã 150. Cực đẹp luôn. Ai size L, size của em là mặc được nhá. Hoa tím này. Mã 150 giúp em nha, 150 nhá. Váy mới nhá các chị nhá, hôm nay là bán hàng mới. Mã 150. Chị Nguyễn Thanh Hoa. Áo phông và quần này. Bình thường mua một cái quần này đã 100 rồi này các bác này. Chất cực đẹp nha các chị nha. Size M nhá. Nó đánh size S nhưng mà SM các bác mặc được. 160 một set này cho em nhá. Cả áo và quần. Siêu đẹp luôn. Cả một bộ đồ này luôn là 160.000. Size M, đánh size S nhưng mà size M các bác mặc cũng được này. Chất cực đẹp luôn này. Mã giúp em là bộ cho em nhá, 160. Mã bộ 160.000. Thực ra là nó sẽ có những cái con hàng thu bởi vì nó theo lô mà các bác. Mã theo lô mà. Cho nên là nó đấy, nó cũng là phong kiểu luôn nhá. Chất bây giờ mặc thời tiết này cũng được, quần ống suông. Bác nào lên mã bộ 160. Mã bộ giúp em 160.000. Tính ra có 80.000 một cái thì hàng mới nó quá rẻ rồi. Size M mặc được. Mã là bộ cho em. Quần ống rộng có đấy chị ạ. Hàng, nhưng mà hôm nay không bán hàng si đâu, hôm nay em bán hàng mới. Hôm nay nó có lô về thì em bán thôi. Này bánh bèo thế nhở? Xinh quá mà bánh bèo. SM các bác mặc được này. SM mặc được. Cái này đi biển đẹp nhở. Chất của nó là vải thô. Sale cho các bác 150, lên mã 150. Mã 150 giúp em nha. Một set này nha. À cái váy này nhá. Hơi trẻ. Mã 150. Chị ơi nó theo lô chị ơi. Áo phông này. Cái chân váy này thì mặc kiểu gì hả Huyền? Đó chị Quỳnh. Đây. Thì mặc như thế thôi, bình thường mà. Mà nó hở như này. Mặc quần trong. Quần trong á? Ừ. Đây nhá. Nhưng mà chị đang thấy mặc nó hở. À nó mà, nó là phông dáng dấu quần. Dấu quần. Cả set này các bác này. Nhưng mà nó là size S nha các chị nha. Toàn size S thế này. Tách đi. Size S. Thôi cái set này thôi để mai bán. Bán cái gì nhanh nhanh cho bác xem. Đây là váy. Có vẻ trẻ quá. Hàng nó, hàng kiểu thì nó hay thế. Bác nào size S rồi. 160 cho em này. Cặp 68. Lên mã 68 giúp em nha. Không phải đâu, nó là dáng dấu quần đấy. Khi mà mặc là cái phông nó sẽ dài nó, đúng không? Mã 68 cho bác nào size S nha. Đi biển thì quá đẹp luôn. Toàn size S nhỉ. Mã 68 chốt cho bác nào size S. Bác nào lấy lên 68. 68 váy. Bác nào size S mặc được. Cái này cũng size S này. 150 này.
size M nhá, SM các bác mặc được, mã hồng giúp em nhá. Mã hồng. Rẻ đấy các chị ạ, hàng mới đấy. Mã hồng. Size M mặc được nhá. Con này M mặc được, chất cực đẹp luôn. Bác nào lấy size M, con này size của em mặc được, dưới 56 57 cân mặc được. Mã hồng 150. Váy là 150 em nhá, mã hồng 150. Hồng 150. Chị thử lấy cái này xem, chị thấy rẻ chị lấy. Nhưng mà các bác có vẻ không thích lắm. Size dưới 50 cân này. Size M mặc được này. Size M mặc được, lên mã hoa giúp em nhá, size M nhá. Mã hoa. Bác nào lên mã hoa cho em, size M con này 3D cực đẹp luôn ấy. Size M con này dưới 55 cân các bác mặc được. Hồng Thúy Nguyễn lấy con này không? Con này xinh lắm. Mã hoa. Lên lại con trắng à, con trắng 68. Thế rồi, các bác không thích cái này thì tí nữa em sẽ bán sang cái khác. Đó. Cái này làm gì mà tên lắm, nó tin lắm đâu chị. Size L giúp em này. Mã giúp em là 150 này. Size L, có một con này size L nữa nha các bác nha. Dáng baby doll nhá. Mã 150. Chế nào lấy lên 150. Em lên sơ mi cho các bác xem nha. Mã 150. Chốt cho bác nào size L. Có hai con sơ mi theo này. Hai con sơ mi theo nha, 100.000 nha các chị nhá. Size M dưới 52 cân giúp em, 52 53 cân. Ok, chị đổi cho chị Nguyễn Thanh Hoa cái màu này. Bác nào lên mã giúp em con này là mã là theo giúp em, có hai chiếc nhá. Sơ mi thô theo size M. Dưới 55 cân quay đầu đánh size L, nhưng mà chỉ size M thôi. Dưới 48 49 đến 55 cân. Bác nào lên mã theo giúp em này, toàn bộ đây là theo rất đẹp luôn. Mã theo. Sơ mi trắng lên mã theo nhá. Hồng cho Thảo Nguyên kèm số điện thoại kìa. 150 này. Theo cho Hương Tây một cái này. Nhung Kiều một cái này. Thảo Nguyên Hồng. Nhung Hương Tây một con thêu 100, Nhung Kiều một con thêu 100. Quý Chân một con thêu này, có 3 con này. Quý Chân một thêu. Tay S, má đỏ S giúp em nha. Con này tay bồng nha các bác nha. Hương Tây, Quý Chân, Nhung Kiều. Má đỏ S. Không đắt, không rẻ nhưng mà ít nhất là đắt, rẻ hơn, không bán không đắt nhưng mà rẻ hơn nhà khác là cái chắc các bác nhá. Không phải Thanh Lý mới rẻ đâu. Size M L các bác mặc được. Con này cũng thêu rất là đẹp này, thô thêu đẹp. Nói chung là không nói đắt rẻ đây, các bác cứ thử giá ok thì lấy thôi, các chị công nhận không? Kể cả nhà khác bán đắt gấp 3 đây, các bác thích các bác vẫn mua. Con này lên mã trắng giúp em nha, ML đều mặc được nha. ML mặc được mới tinh. Đánh freestyle bác nào mà 48 49 cân thích mặc suông vẫn lấy được. Chất đẹp lắm. Lên mã là trắng. Mã trắng. Chịu thôi, thế thì uống nước lã à Phương ơi. Ngày nào cũng Thanh Lý thì uống nước lã à. Không, không phải to đâu. Chị ơi, dáng bây giờ dáng nó là dáng suông mà. Trắng cho Đỗ Ngân này. Size S, mã trắng S. Size S lên trắng S.
Chị bán, nếu mà bán lãi 20-30 nghìn mà bán với cái số lượng như này, nhà khác người ta sẽ không bán. Trắng ép. Còn các bác thích thì các bác mua thôi. Con trắng ép của em, bác nào size S vừa rồi nhá, lên mã trắng ép. Con này đẹp quá bị lỗi rồi. Con này đẹp quá mà bị lỗi, con trắng ép chưa bác nào chốt. Đẹp quá bị lỗi nhá. Size L, size ML mã tặng giúp em nhá. Các bác về thử xem nó có sạch được cái chỗ này không nhá. Con trắng ép vẫn đây cho chị, con trắng ấy đẹp quá. Mã tặng. Con này em còn nhá, bác nào lên mã giúp em con này. Sẽ tặng cho Lê Hương. Con này sao tặng chị? Bị lỗi đằng sau lưng ấy. Size L các chị ơi. Con này thô thêu ở tay nhá. Nó đánh phờ đi size nhưng mà chốt bác nào size ML đều mặc được. Con này rút tay này. Con này size L đi, ML đi. Bởi vì nó ở mấy con kẻ toàn size S thì buồn đấy. Bác nào lên mã B giúp em, size L, XL các bác mặc được này. Mã B nhá, nó đánh free size nhưng em chốt size ML, XL nhá. Mã giúp em là B. Em cứ bán theo giá em cảm thấy bán được thôi. Còn mọi người thích thì mua thôi đúng không? Ai thích thì mua thôi. Mình cũng có đâu đi so sánh giá làm gì. Mã B. Đi hết kiện, ví dụ như hàng si đi hết kiện vẫn có lãi mà. Còn trừ khi là nó bị kiện nó gãy thôi, chứ còn đi hết kiện vẫn có lãi một ít mà. Mã xanh giúp em, size SM. SM lên mã xanh. SM được nha, mã xanh giúp em nha, dáng crop top nha. SM mặc được lên mã xanh. 100k. Mấy con tím này bánh bèo này. Bác nào lấy không? Lấy con xanh kẻ không? Con xanh vải thô này đẹp này. Đúng đấy chị ạ. Phải có lãi chứ, còn trả tiền cửa hàng chứ. Cửa hàng rồi lại còn nhân viên nữa. Size S lên mã mã giúp em là 16 nhá. Size S mã 16. Con này bác nào dưới 50 cân mặc đẹp nha, thô cực mát luôn. Mã 16. Size S 16. Con hồng này đẹp nhỉ. Size M này. ML các bác mặc được nha. 16 Nguyễn Thu Hiền này. Còn đầm đấy, chờ chị tí. Chúng ta thấy cái các bác không thích hàng trẻ nên là mã 17. ML các bác mặc, thực ra đánh vào resize thì SML đều mặc được. 100k, 17 giúp em. 17. Chị ơi chị lấy 17 đi, con trắng mã 17. Chị Ngọc Minh. Con này size M nha các chị nha, size M 19. SM mặc được lên 19. SM mặc được 19. SM mặc được 19. Bà nào fan bánh bèo. Con tím 19. Size L này, LXL. 19 Thảo Hương. LXL 20, con này chấm bi đẹp lắm, bác nào size to nhá. Con này dưới 65, 66 cân quay đầu. Mã 20 giúp em cho bác nào size LXL nha. Tay bồng lên xinh lắm này, chị nào size to đấy con sơ mi xanh này. 20. Chị Nguyễn Thanh Hoa.
này nó còn có cả túi của hãng luôn nha chị ơi. Còn có cả túi của hãng nha. Đẹp ơi là đẹp luôn ấy. Cặp 76 lên mã 76 giúp em với giá là 90k. Mã 76 90k. Nguyên túi bóng của hãng nha chị nha. Đây là lô, một lô của hãng Thanh Lý nhá. Hàng mới nguyên đấy nhưng mà ôm được giá vì nhiều khi là ôm theo số lượng là vẫn được cái giá Thanh Lý nào. Bác nào cặp 76 lên mã 20. À mã bao nhiêu? Mã 76 giúp em nhá, size M nhá. Size M lên mã 76. Chị Tôn Hồ 90.000 này. Cả set này các bác ơi. 68. Size S cho em gồm một áo phông này. Gồm một áo phông và chân váy. 150.000 cả set này thôi. Quá rẻ. Bác nào lên set lên mã giúp em con này là 150. Cả một set này nhá. Cặp 68 nhá, 150.000 thôi. Đây là nó đi theo set rồi các chị nhá. Nó đi theo set chân váy thô này. Cặp 68 đây nhá. Đẹp lắm, bác nào sờ xanh ép lấy cả cái set này mặc xinh. Mã 68 cho em cả set. Bác nào sẽ ép. Đây còn váy này. Các cái lại đi sơ mi hết à? Còn một set hồng, vừa nãy có chị nào xem set hồng đấy chưa? Xem M chưa? Còn một set này 160, bác nào lên mã hồng nhá. Gồm áo phông, tay bồng và chân váy này. 160 cả set mã hồng. Áo tay bồng size SM các bác mặc được, mã hồng 160 cả set. Mã là hồng, bác nào vừa nãy hỏi cái set này nhỉ? Lên mã hồng cho em này, cả set luôn này, 160.000. Mã là hồng cho em. Còn một cái váy này size L các chị ơi. Áo phông tay bồng đó và chân váy nhá, 160 tính 80.000 một cái thôi. Size tầm 55 đến 62 cân nhá. Mã là xanh giúp em nha. Size L. Bác nào lên mã xanh. Mã xanh cho em 160. Váy size L nha cả nhà. Bác nào đang hỏi váy size L đấy. Có một con đen này. Hồng cho Bích Thuận này. Cả set này 160 kèm số điện thoại này. Váy xanh nha, bác nào lấy lên mã xanh giúp em nha, size L nhá. Size L mã xanh. Hả? Cái gì? 0971 633728. Cả set là 100 160 đấy. Hả? 7. Size S, toàn size S thế này. Có ít thôi mà các chị ơi. Con này size M mặc được, SM mặc được. Mã giúp em là vàng. SM mặc được. SM mặc được lên mã vàng giúp em cả set yếm nha. Cả set yếm lên mã vàng. Hàng đẹp quá mà các bác không thích cái hàng này à? Thảo Lê. Chất đẹp cực luôn ấy. Chân váy này. Đấy không. Con này cho bác nào dưới 50 cân. Size M nhá. Size M. Size M, cái đấy nó set liền. Mã giúp em 150M.
Size M mã 150M, con này 549 đến 55 cân mặc được cả set luôn. Mã 150M. 150M. Hàng mới nhá. 150M cho em này. Cả set 150 size M. Cái này là cái lô nó cùng với cái lô mông tơ ghi mà. 150.000, nó cùng với lô mông tơ ghi đấy các chị. 150M. Các bác hình như toàn các bác thích hàng si sao, chị đặng nhầm. Đẹp như thế này mà không mua, trời. Thề luôn, biết thế bán đắt lên cho xong. Đỡ phí tiền. Đỡ phí. Size S là size L à? Size L thì trăm rưỡi. Bán gần chưa nổi 30.000 cái áo. Cặp 70 các bác ơi, set này cả cho bác nào 70 nha. Gồm một áo này, áo kiểu này. Cặp 70 này. Quần này. Để cho bác nào 150 cả set này nhá. Bác nào size S mã giúp em là 150S. 150S quần và áo. Cả set luôn. Con này chỉ size S thôi, form này nhỏ. Đo cái phần này là dưới 50 cân. Bác nào dưới 50 cân nhá. Dưới 50 cân cả set mã 150S. Mã là 150S Nguyễn Thanh Hương. Váy thô này các chị này. Em nói thật em lấy hàng si nhá, bán 180, 150 váy thô đó là rẻ rồi. Bây giờ lấy được cái lô hàng mới mà giá có 160 à, váy mới này mà các chị chê thì em đến chịu luôn, không biết bán cái gì luôn. Xinh như thế này. Hay nó trẻ quá. Cặp 68 70 được này, 68. Nhưng mà toàn sẽ ép nhỉ, buồn nhỉ. 68 lên mã là mã 68 giúp em nhá. 160.000. Không đẹp không lấy tiền nhá. Chất không đẹp không lấy tiền. Bác nào cặp 68 đây. Mã 68 giúp em váy thô siêu mát luôn. Con này các chị thấy nếu bình thường bán order về nó đã là order về đã là tầm 250 một con váy thô như thế này rồi. Mã 68 giúp em này. Bác nào xinh nhỏ. Mã 68. Size L các chị ơi. LXL các bác mặc được nhá, bởi vì con này rút chun nhá, 68. Chị Nguyễn Nga cho em xin số đi. Nguyễn Nga cho số dự phòng cho Hoan Trần đi nhá. Chị Nguyễn Nga cho số bên em chốt đơn được nhá. Hôm nay thử đổi gió tí xem cái hàng này xem, nhưng mà thấy các bác không thích thì sau có lô chắc không dám ôm nữa. Size ML các bác mặc được. ML mặc được mã size M này. Nó đánh size M nhưng mà size L các bác mặc cũng được nhá. Mã giúp em là vàng. Bác nào không lấy mình để con này mình mặc, mình chả bao giờ mặc váy nhưng mà thấy con này nó đẹp quá. Mã vàng giúp em nhá. Chất cực kỳ là đẹp luôn các chị ơi. Đánh size M nhưng ML mặc được. Mã vàng. Băng vàng cho Nguyễn Giang. Chị ơi, mỗi mẫu nó có một cái chị ạ. Con này gồm beo nhá. Ui, chất đẹp kinh khủng. Này em cho các bác xem cái chất của nó này. Chất đẹp mềm như này nhá. Nào, vải thô mềm như này. Đánh. Ui, không. Không. Con này nó bị nhầm. Con này nhập là 280 rồi. Con này không bán nha các bác nha. Bị nhầm đấy. Vàng, còn chị nào vừa có không con á? Không, con đấy 350 hả ơi. Chị để chị mặc. Ê, một con vàng nữa này, em xem chị nào vừa lấy vàng nữa. Em kéo lên. Đây đây, kéo lên, vàng có hai con nha. Minh Châu. Hả? Minh Châu một con vàng, ok.
bảo sao đẹp thế. Bác nào quất được giá nó bán khoảng tầm 350 thì em nhập đó là 208 rồi. Bác nào thích không thì em để sang giá cho. Với đúng là hàng xuất xịn, là hàng xịn nhá, hàng xịn luôn đấy. Con này giá rất là cao luôn. Chị Thúy có lấy con này không? Con này nó là hàng xuất Hàn mà các chị nhá, hàng xuất Hàn. Em để bằng giá em lấy thôi. Bị nhầm vào đây một con đấy. Size M. Size M dưới 57 cân quay đầu. Thắt beo như này này, size M. Ồ thế em để chị Đặng Nhâm nhá. Chị ơi để bằng đúng giá em nhập nhá chị nhá. Bị nhầm một con vào đây đấy. Bảo sao sờ. Chị hơi chật một tí. Còn một set này nữa này đó chị này. Size S này. Lên mã giúp em vàng S giúp em này. SM các bác mặc được nha. SM mặc được. Nó là liền nha cả nhà ơi. Nó là liền SM mặc được. Mã vàng giúp em. Cái đấy 208 nha. Cái đấy có mỗi một con ở cái lô khác với sao đấy. Thằng độc à? Ừ. Hả? Quá đẹp luôn. Lô đấy đẹp cực luôn. Em mặc lên sang chảnh thôi rồi. Không, con nâu không của bác Đặng Nhâm rồi. Bác nào lên mã vàng 160. Mã vàng 160.000. Cả set yếm và váy liền luôn 160.000. Không mua nữa là mai bán hàng si. Xong rồi chuẩn bị đi các chị. Chuẩn bị em vào. Nó về được một ít mông này. CM. Trời ơi. Bình thường mua cái chân váy này là 120 nha các chị. Ừ toàn SM buồn. Bình thường mua 120 để cho các bác. Cả cái này là 150. Chất cực đẹp luôn. Mã là 150 size SM. Các bác đều mặc được. Size M. Size M nhưng S mặc cũng được nha. Mã là 150 size M. Cả một set 150. Quyên đỗ. Vừa bán vừa tặng 150.000. Chưa. Váy bé chưa có lô nào chị ơi. Ra thì em những cái hàng mới này em canh hàng rẻ em mới lấy thôi. Còn em chủ yếu em làm hàng si mà. Làm hàng si tuyển. Cái này size M, ML các bác mặc được nha. Mã hồng giúp em 150.000 có hai cái nữa, size L nhưng ML mặc được. Mã hồng. Mã hồng cho em 150.000. Mã hồng 150.000 này. Chị có thấy Khổng Dung Dung ơi, con này dưới 57 cân quay đầu nhá, 50 57 cân quay đầu. Chất cực đẹp luôn. Bác nào lên mã hồng giúp em 150.000 có hai chiếc. Con nâu đấy không có em ạ. Lấy con hồng này đi. Không nhìn đâu, không mỏng đâu. Hồng được. 6 BCT một chiếc này. Chất vải thô mà. Chị Lan Nguyễn một chiếc này. Này mới đẹp này. Ôi con này cũng lẫn ở cái lô xuất Hàn ở đây nhá. Các bác nhanh nhá. Con này lẫn một cái trắng ở cái trong cái lô vừa rồi. Bởi vì nó về hai lô. Thôi thanh lý nhá. Con này thì đúng là phải 280.000. Bởi vì hàng đấy em không dám nhập các chị ạ. Vì 280.000 bán 350 khách của em không bán được. Em nói thật. Con này chất cũng thế. Con này thì thôi thanh lý các bác 250. ML đều mặc được hết. SML. Mã trắng. Để cho Hoan Trần 250 này. Hoan Trần 250.
lô này trẻ quá, bị ế nhiều quá. Bác không thích váy, không thích cái hàng này. Trẻ quá. Ui, đẹp thế. Size M. Đẹp dã man luôn. Size M, SM các bác đều mặc được nhá. SM nói là lụa nhá. Con này là lụa. Lên mã giúp em là lụa, giúp em size M nhá. 150.000 mã lụa, SM mặc được. 150.000 mã lụa. Set này cho bác nào size S. Mã hồng S giúp em nha. Mã hồng S. Mã là hồng S. Bác nào lấy lên con lụa cho em. Mã hồng S giúp em. Lụa cho chị Thúy Phạm này. Chị Thúy, ghi chị Thúy vào chứ không lấy chị nhầm, ghi chị Thúy chị gái chị. Ghi rõ như thế. Chị gái chị Tùng này. Hồng S cho Khổng Minh Tiên Xiêm hả? Size SM các chị mặc được, lên mã đỏ giúp em nha. SM mặc được mã đỏ. SM mặc được mã đỏ. Size M mã kẻ M. Xanh M lên kẻ M, xanh M cho em được này, xanh M. Xanh M lên mã xanh M. Xanh M giúp em nha các bác nha, bác nào lên mã xanh M. Con này tầm dưới 52-53 cân nhá, dưới 52-53 cân. Mã xanh M. Xanh M có thế nào đấy không? Thôi có một con thêu. Toàn size S đi nhờ. Thôi bỏ cho chị cái đống mông kia lên này. Chị bán các bác 80.000 đi. Mông nào? Mông đâu? Trắng không chị ơi. Toàn con, toàn hàng trẻ đó. Toàn hàng tuổi tin đó. Mẫu mới nha các chị nha, mới hoàn toàn luôn ấy. Nó về kèm. Bác nào hụt thì lấy này, bởi vì thực ra là nó có được những cái hàng thanh lý thì em vẫn lấy thôi. Đây có ít đây. Bánh bèo quá. Có con sơ mi trắng. Sơ mi bác chờ sơ mi Hàn nhá. Nó về cùng với cái lô thanh lý này nha các chị nhá. Này tự nhiên nó lại đính một cái đen đen này ở đây nhỉ. Nó có một cái đen, các bác về tháo cái chỉ này ra. Sale con này cho các bác giá ten quá à, chị thấy trẻ đẹp mà. Sale cho các bác con này giá 50k, bác nào lên mã 50 này. Thế à? Không kệ, tùy thôi. Bác nào lên 50 nhá. SML mặc được. Mã 50 giúp em 50k. Em thấy đẹp mà. 50 Nguyễn Thanh Hương. Con đấy sale 50k ấy. Vào đi các chị ơi. Về được ít nữa đấy. Mẫu mới luôn đấy. Tại vì là nó có được hàng thanh lý là em vẫn lấy thôi. 80.000 thôi. Con này rắn dài nhá. ML các bác mặc được, lên mã nâu. Xinh cực, con này mặc đẹp dã man. ML mặc được mã nâu giúp em nha. Nó là dáng dài các bác mặc ra thành dấu quần lên xinh dã man luôn. ML mã nâu. Chia sẻ view cho em đi. ML mã nâu. Chất cực đẹp luôn.
nâu chị Cẩm Duyên Phan. MLXL mã đen. MLXL mã đen. 10 chị nhận là 10 chị khen, có chị mua 34 cái rồi nhá. Các bác nào chưa mua được thì lấy mẫu mới hoàn toàn luôn, và em thỉnh thoảng mới có lô nó về cùng, nó về cùng đấy. Mã đen, không phải lúc nào em thích lấy là lấy được đâu. Đen chị Đặng Nhâm. Cho vào túi luôn được ạ, hôm bên này là sợ nó rơi cho em. 80. Đồng giá 80.000 thôi các chị. Em bị nhập tăng 15.000 một con luôn đấy. Bán giá đấy cơ. Bán giá các chị ủng hộ thôi. ML mã đen. Con này áo mùa thu nha các bác nha. Áo mùa thu MFML đều mặc được, mã kẻ giúp em này. Áo thu FML mã kẻ. Các chị ơi, những con này hàng mới, nếu vào với giá vào vụ thì ít nhất là phải 180.000. Chị lên mã là kẻ cho em nhé. Kẻ cho chị Đặng Nhân này. Có chị kéo đây, chị cắt cái này ra. Nó lại có cọc kiểu, có cọc không kiểu. Có hơn 100 con thôi đấy chị. Kéo không? Có. SML mặc được mã hồng. Con này siêu phẩm. Mã hồng. Cái cổ của nó lại là thêu nữa chứ. SML mặc được mã hồng giúp em này. Bác nào lên hồng nha, con cổ sen nha. SML đều mặc được hết. Cực kỳ là xinh. Mã là hồng. SM mã trắng giúp em. Quá đẹp đấy chị ạ. Con này cực xinh luôn. Con này mã trắng này, SM này. Này đẹp cái này mà các bác không lấy. Đẹp dã man luôn. Mình eo mà nhỏ được tí nữa nhỉ. SM mã trắng cho em nha. Mông mặc quanh năm chị Cẩm Duyên Phan. Hồng đẹp thế luôn mà lấy trẻ quá. ML, ML, ML kể cả XL các chị mặc cũng được nhá. ML mã giúp em là 16. ML lên 16. Mặc quanh năm mà, mông mặc quanh năm suốt tháng. 16 con đen cho em, con cúc vừa rồi nhá. Đây con 16 mặc lên đẹp cực này. Phương Đỗ. Con này bẩn quá. Con này lỗi nhẹ, sale 50, vết này các bác giặt sạch được nhá. Giặt sạch. Mã 50 giúp em này. Size S thôi. Mã 50 dưới 50 cân. Bác nào lên mã 50 50.000. Con này hàng hiệu nha. Size S đây, nó bị bẩn một tí các chị về giặt cho em là được. Con này hôm trước có rồi, 50 chị Thủy Thủy Phạm. ML cho em mã 51. À thấy 50 chốt cho chị Dung Hoan. Cái này á? Ừ. 50.000. Mã 51. Mông mặc quanh năm mà các chị ơi. Mặc quanh năm từ hè sang đông mặc được. 51 Trần Hiên. Nó thực ra là cái lô này nó về cùng với cái lô mông này nhá. Thì em thấy nó có nhiều, bởi vì thực ra như này mình không định lấy, nhưng mà đợt bán sơ mi kiểu ấy, thấy nhiều chị thích thì lại bảo là có khi là các bác thích. Nhưng mà hóa ra là các bác lại không thích. Thế là lại ế. Hốt đi các bác ơi. Để đi các chị, mùa thu mặc. Vì vào mùa không bao giờ có những con này đâu các chị ơi. SM, SML đều mặc được hết nha. Mã 58.
bây giờ bắt đầu bán hàng đông rồi các chị nhá. Có bạn bán hàng đông rồi đấy. Bắt đầu đến sang đến tháng 6 thôi là tụi em phải làm hàng đông rồi đấy. Năm 6 à, năm năm mấy? Năm 2 à? Năm 8 à? Vừa đọc xong quên. Chị Cẩm Duyên Phan này. Thị trường không có những con này đâu các chị nha. Size L nha. Size L, ML các chị mặc được mã 60, con này mặc lên đẹp cực. Các chị ơi nó mỏng ở chỗ đóng ngực này này. Mã 60 ML. Mã 60 ML. Mã 60 cho em size ML đều mặc được. Chị Cẩm Yên Phan. Mong mặc quanh năm mà các chị ơi. Các chị lấy đi 80.000 em bán bằng dưới giá buôn cho các chị luôn đấy. Size ML đều mặc được, mã 61. Em bán các chị dưới giá buôn luôn, mã 61. Em nhập xỉ về, em bán order những cái con này như mọi năm không ôm được hàng thanh lý. Bán order với giá là 130 đến 150 một con, đấy là giá order nha. Con hồng này xinh nha. Bác nào lên 61, Lê Minh Diệp. Xinh cực luôn, đơn giản như thế thôi nhưng mà đẹp cực. Con này bị lỗi nhẹ một tí rồi. Con này lỗi nhẹ một tí thôi. Size L, size ML mã tặng. ML mã tặng giúp em nha. ML mã tặng. Size ML. Ui đẹp quá. Các chị nó dệt này. Tặng Nông Thị Na này. Size M, con này dưới 57 cân nhá các chị ơi, con này đẹp lắm ấy. Con này nó là kiểu cổ lệch như này nhá. Mã 63. 63 80.000. Các bác cho xin nút chia sẻ like đi, ế quá rồi. Các bác cho lên nút chia sẻ like nhá, mã 63. Con này mùa thu nhá các chị ơi. Trời xinh thế, chất đẹp cực luôn. Mùa thu. Size M. ML mặc được chất thu này. Size SM mặc được, 63 chị Cẩm Duyên Phan. SM mặc được, mã 64. Không đẹp em không lấy tiền. Không đẹp không phải mà tự nhiên là bán với khách của em. Ít khách nha, em mới bán like của cái năm gần đây thôi. Mới ít khách mà bán được 700-800 nghìn đâu. 700-800 con đâu, 800 con rồi. Huyền Mập. Thì các chị biết là hàng nó đẹp như nào nha. Huyền Mập. Các chị chưa mua hàng mông của em, các bác mua rồi các bác cho em xin một feedback vào đây là mông quỳnh rất đẹp vào cho em đi. Để cho em size SM mã 66. Công nhận, các bác công nhận không? Mông rất đẹp đúng không? Mã 66. Để cho các bác nào mà còn lăn tăn ấy thì các bác vào mua. Mã 66. Ok. Thảo Lê mới có ít mà. Con xanh SM lên 66 Carian nha. Khổng Minh Tiên Xiêm. Size S 68. Size S 68. Dáng crop top size S. Đấy nhá. Các bác vào mua mông đi nhá, 68. Chị ơi phải nói như thế chị ạ. Mông của Quỳnh hàng si và hàng mới đều chuẩn đấy. Chị Phạm Gia Hân. Trời ơi siêu phẩm các bác ơi. Con này nó là len dệt hai lớp mùa thu này, bây giờ đang mặc được đấy, Sài Gòn mặc buổi tối các chị mặc được nha. Mã 69. Đẹp nhở. Con này em bán cả bán 120 các chị mua ngay. 69. 69. Chốt đi các chị, siêu phẩm đấy. Trần Hiên.
nay mà các bác chỉ thích những cái hàng như này thôi. Size ML hôm nay đổi gió một tí nhưng mà gió không thành bão được. ML, SML các chị đều mặc được các chị nhá. SML mặc được 70. Siêu phẩm 70. Hôm nay không thành bão rồi. Em có đấy chị ơi. Có chị ơi. Chết rồi. Con này mình mặc xinh quá. Xinh nhỉ? Để, ui, để mặc nhưng mà lỡ đọc mã mất rồi. Trần Hiên lên đầu rồi. Đây 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 là mình còn bị to bụng đó. Xinh. Chất đẹp lắm các chị, đanh đanh nhá. Vải mông nó rất là đanh luôn ấy. Này gió yếu quá các chị ạ. Em tưởng hôm nay các bác phải có mấy chục con, các bác phải ủng hộ em nhưng mà yếu quá. Chưa giờ bị xước một tay rồi. Trời, phía đây cho chị mượn, chị bấm cái ấy. Bấm gì? Chị mượn cái kéo ấy chị. Các chị chờ em một tí. Bị xước rồi các chị ạ. Nó đau quá. Bảy mốt, 71 giúp em nhá. Kể cả S cứ mặc được các chị. Cứ lấy rộng ra mặc cũng được, không phải sợ đâu các chị. 71. 71. Chiếc thiếu hả chị? Chết rồi. 71 Thảo Lê chờ tí em xem nhá. Size L. LXL 72. MLXL. Chốt L đi. LXL 72. Này, Thảo Lê này. 72 giúp em này. Con này nhỉ? Các bác nhìn cái nhũ của nó như này cơ mà. 72. Này mặc sơ vin mà đẹp dã man luôn. Tuyền Thanh Nguyễn. Đây đây cho chị Ngọc Minh này. Chị Ngọc Minh một con này hơi thiếu hàng của chị. Thế à? Ui xinh quá các bác ơi. Này, con này mặc mùa thu nha các chị nha. Đẹp dã man luôn. ML, XL đều mặc được cho em nhá. 73. Con này hàng hiệu các chị ơi. Hàng hiệu nha. 73 cho em này. ML, XL đều mặc được hết. ML, XL con này mùa thu nha các bác ơi này. Cái xong các bác mặc với vest hàn nhỉ. Vest blazer hàn đấy. Hoan Trần. Không biết, đến Thảo Lê lấy nha, bây giờ không là nhầm nha. 74 SM đều mặc, SML đều mặc được. Con của Thảo Lê đâu? Đổi à? Ờ, con nhũ nhũ ấy. Đừng đổi giúp em vào kia, Huyền nó làm nó lại nhầm hết. 74 Nguyễn Thúy Hà. Dáng crop top, Phạm Gia Hân. Lô mới được có bằng này con thôi các chị nhá. Mới chỉ có được bằng này con thôi. Còn mai có tí nào nữa thì em ấy sau. Đổi rồi. ML các bác S thì mặc hơi rộng nha. ML XL mặc được 75. 75. Đẹp quá. 75. Cái lô váy vừa nãy nhầm mất hai con đấy. Giá 350 đấy các chị, ping ping đỗ. Nhưng mà các chị sờ chất các chị, hàng Việt Nam xuất khẩu hay là những cái hàng bán shop 350, 400 không bao giờ bằng được cái hàng em vừa lấy nhầm hai con. Các chị sờ vào chất các chị biết ngay. Đẹp dã man luôn, Việt Nam xuất khẩu không bao giờ ăn lại được luôn đấy. Nó là hàng những hàng đấy nó bán toàn tiền triệu luôn. ML này, SML mặc được 75. 75 80.000 các chị mua mông. Các chị mua mông toàn là 145.000 hàng si rồi nhá. Hàng si 145.000 nha. Hinton Hồ em bán các bác 80.000. Các bác phải chia sẻ like giúp em đi.
MLXL. Đẹp quá, con này thêu này. Con này chốt bác nào từ 5 Hinton Hồ. Thêu tay chất đẹp dã man luôn các chị ạ. Con này mùa thu nhá. Chốt bác nào MLXL nhá. 76. 76. 76 giúp em thêu ở tay này các chị này. Con này bác nào không lấy em để mặc vì cái màu này em mặc cũng hợp. 76 Minh Châu. Thôi, ế này chỉ bán mỗi mông rồi. SM77 cho em nhá. Ế này có khi chỉ có lô bảo nó có lô mông nào thì để cho em thôi chứ còn SML mặc được đấy. 77 con kẻ. Đẹp dã man. 77 của Nguyễn Nguyễn này. SM78 con này dưới 55 cân các bác mặc đẹp. Váy chưa váy hết rồi, váy còn mấy mẫu trẻ tin tin vừa nãy thôi. 78. SM lên 78. Các chị ơi con này mẫu hôm trước nha. À đâu mẫu mới này, con này cũng mẫu mới này. 78 Cẩm Duyên Farm. Mẫu mới không phải mẫu cũ đâu. Size MLM. Dưới 55 56 cân mặc được. Còn kể cả bác size S mặc cũng được luôn nha. Mã 80. Cẩm Duyên Farm này. 80. Chị ơi chắc là do máy của em đấy chị ạ. Máy của em nhìn thấy chị nào trước đấy. 80. 80, 80.000 các bác nhá, đồng giá 80.000 nhá. Chị Cẩm Duyên Fan. Hàng mới nhá. Bán lô mông này không lại được cái đống hàng ế này rồi. Đống hàng ế này nhập cao. CS mã 81. CS 81. CS 81. Các chị lên 81 con rồi CS, chị Phạm Gia Hân. Con này nhũ nhưng mà LXL chị đều mặc được này. Con này đến 80 cân các chị mặc cũng được nha. Vì chất nó như thế này. Con này kể cả các bác 55 cân mặc cũng được. Con này chất mùa thu nhưng mà siêu siêu đẹp nhá các chị nhá. Trong mịn như là nhung luôn này. 86 giúp em này. Kể cả em 55 cân em vẫn mặc được luôn. 86 con nhũ này xinh. Bác ơi chỉ đơn giản như này thôi. 86. 86. Đó, chị Ngọc Minh. Mấy giờ rồi? 9 rưỡi rồi á. Hôm nay lằng nhằng cái lô kia. Con này 87. 87 giúp em theo cực nhá. 87. Con này dưới 55 cân các chị mặc đẹp nhá. 87. Không, chị bán mông đây. Con này SM rồi các chị ả. 87 cho Nguyễn Nguyễn. Bác nào không có bụng nhá. Em phải che bụng đi đấy. Bao giờ mình mới có thể mặc được cái kiểu như thế nhở. Siêu phẩm các chị nhá. Siêu phẩm. Bà nào thả ha ha đấy. Size SM. Con này kể cả size M dưới 55 cân nhũ cổ này. 88 xinh cực. 88 toàn hàng đẹp này. 88. Chị ơi bị lỗi à chị. 88 Đỗ Quỳnh Trang. Tôi có bác nào cứ nhận được hàng thì lỗi em trừ tiền. Lỗi em không tính tiền. 89. 89. 89 giúp em con kẻ. Chốt đi nhanh đi không lại nhầm nữa Huyền ơi. Bán để bán nhanh thì chị còn. 89 Du Hoan.
tí là hết giờ lại không kịp cái đống này. Freestyle các chị ơi. Đây này, mẹ cháu chỉ hợp cái kiểu như này thôi, bởi vì là nó che bụng 90. Đấy, chỉ hợp được cái kiểu như này thôi. Bác nào lấy con em đang mặc mã 90 nhá, MLXL mặc được nhá. 90 đây, con này cánh rơi. 90 chị ơi, đẹp lắm. Chị cầm riêng fan. Nhưng mà riêng crop top là không mặc được à. SM93 giúp em này, SM93 chất mùa thu nhá. Siêu đẹp các bác nhá. Con này chất thu này. 93 giúp em này. Size SM. SM93. 93 Đỗ Quỳnh Trang. Con này chất thu nha các chị ơi. Siêu có giãn như này. 94SM. Màu lại siêu đẹp nữa. Màu này nó quá đẹp luôn. 94 Cẩm Duyên Phan. SML mặc được. ML mặc được 96. Siêu phẩm ML đều mặc được 96. 96 ML đều mặc được 96. 96 cho em. 96 Cẩm Duyên Phan. Ôi xinh quá, CS 99. 99 CS giúp em nha. Dưới 50 cân các bác mặc đẹp nha. 99. 99 màu trắng ạ. 99 giúp em này. Chưa sáng. Tối nay thấy hàng nó về dung hoan 99. Không kịp. Không kịp làm cái gì các chị ạ. ML lên giúp em, con này là 1 nha. ML 1. Con này bị bẩn ở đây rồi. Con này bị bẩn lỗi rồi. Con này lỗi 1 em tặng. ML 1 em tặng nha. Lên nhanh không 10 giờ lại nghỉ. 1 chị Đặng Nhâm 0 đồng. Size SM, con này các bác nào CS thì các bác mặc, các bác buông cúc ra. Bác nào CS thì mặc buông cúc, khoác váy rất cực đẹp luôn. Chốt ML, XL các bác mặc được. Mã giúp em 2, giúp em mã 2. Kể cả size S các bác mặc khoác ngoài váy cũng siêu đẹp nhá. Mã 2 giúp em. Màu xanh lại còn màu xanh xinh nữa. Bác nào lên 2. Chất thu này. M quay đầu, SM lên 3 giúp em nha. SM lên 3. SML mặc được các chị ạ. Hai Đỗ Quỳnh Trang. Con này lên mã 3, kể cả size L các bác mặc cũng được luôn. Mã 3. Đây nha, em phải mặc trong một cái áo. Đây để cho các chị xem cái chất mông nó co giãn như thế nào. Các chị xem nhá, để xem cái chất mông nó rất là co giãn luôn nhá. Các bác ạ. Mã 3 giúp em. Cái cổ sâu quá. Mã 3 con màu xanh. Xanh này đẹp. Bác nào lên 3. ML 4. MLXL lên 4 giúp em này. MLXL lên 4. Màu be cực đẹp luôn các chị ạ. Cái này các bác gặp mùa thu. Các chị nhận được cái chất này. Các chị nhìn cái chất của nó đanh như thế này nhá. Màu kem này lên 4. Mặc sơ vin vào các chị ạ. Hôm nay em mặc cái áo này cái cổ nó cao quá. Chị Cẩm Duyên Phan.
SM mã 6. SM lên 6, con này dưới 57 cân quay đầu. Lên 6. Mã 6. Đặng Nhâm. SML đều mặc được mã 8. SML mặc được mã 8. Con này các chị này, nhìn cái cổ nó dệt đẹp không? SML đều mặc được lên 8 nha. Con này lên cực kỳ là xinh luôn các bác nha. Lên 8. Tám cẩm duyên phan. LXL mã 12. Con này thực ra đánh thử đi size, anh em chốt LXL đi nhá. Bác nào mờ mà mặc được cái kiểu style hàn rộng hãng lấy nhá. 12 con đỏ này cho em này. Cổ con này cổ giả giả vét cực đẹp luôn. Style hàn đấy. 12. Con đỏ size to lên 12 cho em. Hà ơi lấy con 12 không? SM lên 16. 16 con này len hai lớp này, tay này. Đây cái hàng sơ mi kiểu nó cũng chất như có kiểu như này mà các bác không thi nhỉ. 12. 12 là con đỏ đúng không chị Ngọc Minh này. 16 Hạnh Lê này. Mười hai cho để cho Nguyễn Thúy Hà đi, chị Ngọc Minh không lấy nữa. Con này theo ở đây nhá các chị nhá, theo ở đây nhá. Con này M 19, M lên 19 giúp em này. Nó theo cái mũ này nhá các bác nhá, chất cực đẹp. 19 có được đấy, chị Ngọc Minh không lấy để cho em nhá. 19 Hoan Trần. Ôi đẹp thế. Size ML, ML 20 giúp em này. Siêu đẹp luôn này. ML lên 20, ML XL các bác đều mặc được. 20 20 20. Con xanh lên 20. 20 20 cẩm duyên phan. ML 22. ML lên 2, SML đều mặc được nha. 22. SM lên 26, SM lên 26. SM 26 giúp em này. Siêu xinh luôn này. 22 cho chị Hinton Hồ. Hinton Hồ 26 con vàng giúp em. Bác nào lên 26 theo nha các bác nha. 26. ML 27 26 của Huyền Mập. ML lên 27. Kể cả bác nào thích size S mặc vẫn được luôn. 27 Huyền Mập. 27 giúp em này, con có cổ này. Được được. Được em ơi. 27 cẩm nguyên phan. Size L, ML lên 29. Con này các chị mặc với sọc ấy, dáng nó hơi vẩy, các chị thắt beo lên cũng được này. 29 ML đều mặc được nhá. Chào Mai Huyền Trang và ủng hộ hàng ế chị đi. 29. Chị có thấy Yến Nguyễn Phúc Trương. Size LXL. Xinh. Này. Xinh ơi là xinh luôn này. LXL 30. Con này cái cổ của nó quá đẹp luôn. 30. LXL lên 30. 30. SM32, 30 chị Đặng Nhâm. SM32.
SM lên 32. Size S đi các bác. Bác nào size M mặc kiểu nó dáng crop top này nha, 32. Size S 32 dáng crop top. Trần Thanh Hòa. Con đá này cho em size M, ML, XL các bác đều mặc được nha. Đá mã 33, size đá đá mã 33. Con đá mã 33 giúp em. Ui váy. 33 chị Pinh Pinh đỗ này. Váy size S. Váy hai dây theo ở đây nha các bác nha, size S nha. Mã 34 size S này. Váy body các chị ơi, nó có một con váy body vào đây. Mã 34 cho chị mượn cái sạc mà hết pin. 34 váy cho em nha. Ba tư cho Liên Dương. Lên nhanh không muộn rồi. Chuyến này cho bớt mông đây. Chắc là không kịp đâu, mai bán tiếp. Giá 80.000 thôi các bác nha. Đây là hàng mới nha các chị nha, hàng mới ML36. Ui, con này áo khoác cơ, con này còn đẹp như thế này cơ. 36. Con này còn áo khoác ngoài này. Mình mặc cái này ra trẻ ra bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Trẻ ra cả chục tuổi. 36. 6BCT. Các bác mặc được 37. Bên chị vẫn bán tầm 12:30 với lại 8 giờ tối. 37 con này chốt ML đi các bác nha. 37 đang máu à chị? Em sợ muộn quá này. 37 Đặng Nhâm. Nhưng không phải lúc nào cũng có những cái lô đẹp như này. Nó có đâu. Độc đấy các chị nha, độc đấy. SM39. SM39 độc nha các chị, chắc chắn luôn. Các bác mua hàng si 140 rồi nha. 39. 39. Em bán các bác hàng mới 80.000. 39 Cẩm Nguyên Phan. ML40. ML bác nào S thích mặc rộng cũng được nha. Mông mà nó dễ mặc lắm. 40. 40 con đen cho em. ML41. ML41 con này nó may hoa lên đây rất là đẹp này, màu hồng này xinh nhỉ. 40 Bích Thuận. Bích Thuận cho chị xin số đi. Bên chị mới chốt được hàng. 41 con hồng. 41 Đỗ Ngân. Bích Thuận cho chị số nhá. Khách mới nhắn cho em tin nhắn luôn nhá, không mai bên em không chốt được đơn đâu, lại bỏ ra xả mất thời gian lắm nhá. Em cũng không biết chị Duyên ạ, à, hình như không có váy mấy đâu. SM42. SM42 con này xinh này. Con này SM lên 42. Chắc không có váy đâu chị ạ. Con trắng dáng vừa phải lên 42. ML46. Ờ ok, nhắn cho chị một tin nhắn bên page đỡ bị lạc nha. 46. Có chị có thấy. ML46 42 cho Minh Kiên Phạm này. Minh Kiên Phạm cho chị xin số nhá. Chị ơi quần bò hôm nay không có chị ạ. 46 xinh cực luôn. Chị Cẩm Duyên Phan. Minh Kiên Phạm cho chị số hoặc cho chị tin nhắn luôn ở bên page với. À
con này hôm trước có một con này. Hôm nay hôm trước có mấy con có đủ màu, hôm nay có cái màu xanh này. Màu xanh này nó quá đẹp luôn. SM47. Minh Kiên Phạm cho số đi, ghi vào nhá. Tập trung vào ghi vào số khách vào cho chị không lại quên. Mai mất công. 47SM. Phúc Trương. Chị ơi hàng mới mà chị. Chị ơi hàng mới ạ. SM. SM cho em lên 49. SM49. Hàng mới chị nhá, hàng mới nhá. Bốn chín. SM lên 49 Phạm Gia Hân. ML50. Ui, đẹp quá. 50. Bộ chưa về chị ạ. 50 giúp em, 80.000 với chị. ML50. 50 Cẩm Duyên Phan. Xây SM55. SM55 giúp em này. Trang Hà ơi, có nhưng mà em không thấy lên đầu ấy. Vì chị không khách, cứ khách khách lên đầu tiên, kể cả khách mới cái cũ chị vẫn chốt mà. 55 Diệu Hạnh. Chị không chốt theo kiểu là phải khách mới mới khách cũ mới chốt đâu. Khách mới mua chị vẫn chốt luôn. Nhưng mà ai lên trước thì chị chốt thôi. 56 ML 56 theo. 56 theo giúp em ML. Trang Hà đấy, Trang Hà bị còn bị sau cơ, Trang Hà mạng chậm lắm. 56 bao nhiêu? 56. Nguyễn Thanh Hương. Chắc là không. Chắc là không vì mỗi con một chiếc. ML 58. ML lên 58, con cúc này siêu đẹp này các bác này. 58 này. 58. Một con cúc màu cam nữa này. Chín cho em con này này. 58 Cẩm Duyên Phan, con này 59. Con này 59 cho em nha. Xinh lắm, không kiểu đấy các chị. 59 này. 59. Size ML 60, 59 cho chị Ngô Loan. 60. ML 60. 60. Con hồng lên 60 giúp em nhá, size M nhá, nhưng mà kể cả bác size L đều mặc được. 60 của Phạm Song Hân. SML mặc được 62. Trang Hà mạng chậm lắm. SM đều mặc được này, L cũng được, như tầm như em mặc được nhá. 62. Ờ, ế quá mà chẳng. Vừa nãy bán các bác không thích cái kiểu trẻ đấy. Cho nên là lấy hàng 62 Phạm Gia Hân. Phạm Gia Hân. Cho nên là lấy hàng cứ bảo là như các chị thấy đấy, cái hàng lô 2 giây vẫn còn nhưng em có dám lấy đâu, 2 giây khách mình nó không hợp ấy. 66 giúp em con này mùa thu nhá các chị nhá. Con này mặc thu 66, SM đều, SML mặc được 66. SML mặc được 66. Chị ơi bây giờ không bỏ ra luôn được đâu, bao nhiêu con đi qua rồi. 66 xinh nhưng size ML, con này đá toàn bộ đây này các chị này. ML đá nhá, mã 67. 67. Lô này nữa là gần 1.000 con rồi các chị. 67 mà vẫn còn nhá, mà vẫn hot nhá. 67 Cẩm Duyên Phan. Lời. Con này đánh free size nhưng em chốt M
Chốt size L nhá, LXL mã 69 này, con này đẹp lắm này các chị này. Con này mông hè luôn đấy. Mã 69. Chốt ML nhá, 69. Chốt ML, con này mùa thu nha các chị ơi. Mùa thu. Mã 90. Theo ở đây này. Theo hình ở đây. ML lên 90. Ra lấy chị ra đây. Đứng lên nhanh lên không phải muộn rồi. Ra kiểu gì thì cũng phải gửi ra. 90 của 6 VCT. Đấy. Chị ra làm sao nhỉ? Mấy cộng ra hết rồi. Hả? Bán mấy cộng đi. Phải cộng phải cộng đi đấy. 6 VCT em đấy. Bán thêm gì nữa em nghỉ hẹn là bác mai nhá. Không kịp, hạn còn không kịp. Hai con này hàng hiệu các chị ơi. Hàng hiệu đẹp quá này, size M. ML mặc được mã 66. 80.000 đồng giá, 66 hàng mới nhá. Mã 66. Size L nhưng mà ML đều mặc được các bác nha. Con này ngoài cực kỳ là đẹp luôn. Chị ping ping đỗ một cái này. Có cả chỉ dự phòng luôn này. Chị cầm duyên fan một chiếc này. Dạ hả? Ping ping đỗ cầm duyên fan. Đang bán 80. Con nào trừ con nào lỗi thì nó kêu. Con này chất thu cực kỳ đẹp cho em nhá. Size ML. Mã giúp em là 67, ML 67. Siêu đẹp các chị ạ, chất mùa thu. Mịn như là nhung luôn, 67. Có màu trắng các bác chốt đi. Lê An. ML 69. XL các bác mặc được 69. Phối dạ tuyết ở đây này các chị này. 69 con hồng nhá. Bác nào lên 69. Khổng minh kim xuyên. Size L, ML 70. Con này chất thu nha các chị ơi. ML lên 70, đính ngọc trai bên này rất là đẹp này. 70 ML đều mặc được. Không đẹp không lấy tiền. 70 có màu be cho em nhá. Chị cầm duyên fan. Mã 71 size free size. Con này nó là dáng thụng ạ. 71. Con này nó là chất mùa hè. Đẹp, chất đẹp lắm các chị. 71 chị Đặng Nhâm à. Size M 72. Cái này dính bụi thôi các chị nhá. ML 72 nhá. Mông hè nhá, 72. 72 giúp em con đen vừa rồi. À con đen bị lỗi rồi các chị ơi. Xin lỗi con đen lại lỗi. Con đen lỗi rồi. FM 73. FM 73 xinh à. Chị ơi con đấy lỗi rồi chị ạ. 73. Con hồng lên 73. FM các bác mặc được. FM lên 73. Huế Trần.
SML 74 váy này các chị ơi. Váy 74 động nhâm 76. Con này nó là áo dáng dài nhá các chị nhá. Áo dáng dài nhá. 76 giúp em này. Áo trùm mông nhá, 76. Đặc nhâm 76 giúp em free size nhá, theo ở đây nhá. Chị cầm nguyên fan. SM77 theo ngực SM77. SM77. Con crop top lên 77 giúp em. Nhung kiều. 79 theo ở đây nha các chị nha. 79 size M quay ML đều mặc được, SML đều mặc được. 79. Ôi em nhũ này. 79. Má 80 ML. Nhũ siêu đẹp luôn. 79 Linh Nguyễn. 80 con nhũ MLXL mặc được. MLXL mặc được. 80. Đặng Nhâm. Nhũ đẹp nhờ các chị nhờ. Chất siêu đẹp luôn, siêu phẩm luôn á. 82 giúp em này. 82. 82 nha các chị nha, theo nhá, theo đây. 82. Phương Nguyễn. Phương Tàu. ML83. Đẹp lắm các chị. SML đều mặc ML đi, 83. Siêu đẹp luôn. 83 cho em con màu be. Con này em sale 50.000, 83 chị Thủy Phạm. Chị ơi con này nó đốt cái đầu này này. Nó hơi đen các chị, về có thể các chị cắt đi là được nhá. 50. Chả ảnh hưởng gì. Size F 50 dưới 50 cân. 50.000. Bác nào lên mã 50. Phạm Gia Hân SM53. Bỏ con B của chị Thúy Phạm đi. 53 cho em này. Dẫy rồi cái dọc đang like. 53 Phạm Gia Hân. Con này chất mùa thu lên lông cừu nha các chị nha. Con này lên lông cừu. Má 54. Chốt bác nào size L 54. Con này mùa thu và lông cừu. Phạm Gia Hân 54 cho em. Chất đẹp lắm các chị ạ. Nó là hàng thu và là len lông cừu nha. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Chị cầm duyên fan. Mặc được. Con này theo lại bị lỗi với theo à? SML đều mặc được. 56. 56. Bác nào lấy lên 56. 56 con màu kem vừa rồi. Váy này, váy size M 57, 56 cho Phương Đỗ. SM 57 váy nhá.
SM57 váy đến đầu gối nhá các chị nhá. 57 57 chốt bác nào SM. Chị Đặng Nhâm. Giúp em con này size SM đều mặc được, con này nhún lên xinh cực các chị ạ. 58 58 con màu tím. Trang Hà cho chị số luôn nhá. Nhắn tin cho chị vào bên page luôn nhá. Nhắn tin cho chị vào page. Nhớ nhắn tin cho chị vào page nha. SM mã 60. Dưới 53 54 cân các chị đều mặc được. Mã 60. Chốt bác nào CS đi cho xinh nhá. 60. ML 65. 60 và 65, 60 Diệu Hạnh. 65. Cố mất một tí thì mai cho chết cho mình cậu. 65 Đặng Nhâm. 66. Con này chất thu nha các bác nha. Thu đông dưới 50 cân cho đẹp. Mã 66. Màu hồng cực xinh luôn. 66 66 ML mã 67. ML lên 67. Mông hè nha các bác nha. Anh Quân Nguyễn. 2XL giúp em con này từ 60 cân trở lên giúp em nhé. 60 cân trở lên, 60 đến 80 cân này. Mã 69. Con này không L không vừa đâu, LXL. Hoặc con này nếu mà bác nào size L thì các bác chỉ khoác ở ngoài thôi. 69. Ví dụ như các bác nào size M các bác chỉ mặc khoác ở ngoài thôi. Con nhũ này. Đây, khoác này. Khoác ngoài thôi. 69 chị Lan Nguyễn. Nó chỉ vuông như thế này này. Lan Nguyễn. 1XL đều mặc được. Con này dưới 70 dưới 60 cân đi. Mã 70. Không có cái cổ hết đâu chị ơi, thỉnh thoảng mới có con thôi. Má 70. Ôm lô mà chị. Lông cừu lên 77 giúp em này. Con này là lông cừu nhá, lên 77 size L nhá, size L XL. 77. Em nốt cái chỗ này xong em nghỉ hẹn các bác mai nhá. 70 của Trang Hà này. Bác nào lấy con lông cừu lên 77. 78 MLXL 77 Tuyền Thanh Nguyễn này. 78 78 mã 80. Váy lên 80. 78 Đỗ Ngân. Váy lên 80 giúp em. Có một con váy lên 80. Váy lên 80 giúp em ạ. Mốt cái số này em nghỉ nha các, xong hẹn các bác mai. 80 cho Trang Hà. Dự phòng như chị Nguyễn Linh Hương mà. Trang Hà lấy trước 10 mà. À dạ, không có con này. Size S thôi các chị ơi, dưới 50 cân thôi. Dưới 50 cân cho xinh nha. Mã 81. Mã 81. Còn một con hàng hiệu này các chị này. 81 bác nào dưới 50 cân mặc đẹp. Con này nó len hai lớp ấy. Xinh dã man luôn. Xinh lắm ấy.
Toàn bộ đây là cúc này. Hạnh lê. Size L nhưng M vẫn được nha các chị nha, mã 88 đây. Size L, ML, mã 88. 88. Con xanh vừa nãy bắt đầu hụt lên 88. 88 giúp em con này. Phẩm viên fan. Siêu phẩm các chị ơi. Thêu toàn bộ thêu ở tay này. Siêu phẩm nha các chị nha. Xinh không? SM. SM 90. SM 90 thêu giúp em nha, SM thêu 90. SML đều mặc được lên 91. Bác nào lấy thêu lên 90, Diệp Hứa. 91 SML đều mặc được, 91. Xinh dã man luôn. Liên Dương. ML 95. ML lên e, kể cả bác nào sẽ S mặc xuống được nha, 95. Bác nào lấy lên 95. Con này xinh ơi là xinh mà không lấy nhá. 95 Minh Châu. Này đẹp dã man luôn mà gào chế không lấy. Mã 98. 98 này. Xinh như thế này mà các bác không lấy phí thật luôn. Nó là cổ vải thô nha các chị nha. Dưới 55 56 cân mặc cũng được nha. Mã 98. Con này chất thu siêu đẹp này, SML đều mặc được. Con này nó teo chìm ở đây các chị này. Mã 99 này. 99 nha. Con này chất đẹp lắm, con này phải sờ chất mới biết được. SML đều mặc được hết lên 99. Con này bị lỗi rồi. Yến Nguyễn này. Hẹn các chị mai nhá. Em nghỉ đây. Ôi trời. Thiếu mất cái cúc. Bực nhỏ. Sale 50.000 mã 50 các bác về thay bộ cúc nha. Mã 50. Xinh ơi xinh. Sao? Thiếu mất cái cúc. Ồ. Nhỏ. Đẹp thế. Quần mai em bán ạ. Giờ muộn mất rồi. Viên xa. Viên xa. SM cái này dưới 55 cân quay đầu mã 57. Mã 57. Con này đá đi này các chị này. Size L này. Mã 59 giúp em này. Toàn bộ đây đá đẹp. Size L, ML 59. Chị ơi chị thấy con kẻ thì lên 57 giúp em nha. Chị Hằng Nguyễn 59 giúp em con đá này. Cho bác nào size ML này. ML lên 59. Toàn bộ đây là đá. Phạm Song à, chị Cẩm Duyên Phan lên trước. Phạm Song Hân này. Mã 60 CSM 60. Thôi vẫn còn đôi nhỉ. 68 đi. Em hẹn các chị mai nhá các chị nhá. Nốt con này đi cho vào cọc cái 60. Mai em bán tiếp 60 Minh Châu. Em nghỉ đấy các chị nhá. Cái máy này sạc này làm sao mà nó không vào. Nó cứ ổ điện lỏng sao. Minh Châu. Các bác ơi, hẹn các bác trưa mai em bán nốt xong rồi em chốt đơn cả. Mai thì nó làm không? Em buổi chiều. Hả? Làm chiều. Chiều á? Mai anh làm cả ngày đi. Sáng em đi thi mà. Mai thi sáng à? Còn chị ơi. Còn các bác ơi, mong còn nha. Tại vì lô vừa mới về tối nay 7 giờ em còn 7 giờ em còn nhận hàng đấy các chị. Mai em bán cả van sơ mi van Hàn kiện mới nha các chị nhá. Với lại mông. Bác nào mà
thích được cái kiểu trẻ trẻ của cái sơ mi với váy sáng lúc đầu live em bán thì mai ủng hộ đi. Em bán giá rất là tốt luôn đấy mà ế quá. Mai hẹn các bác mai lên mông tiếp nhá. Chị vừa vào à? Chị ơi muộn mất rồi, em về cho cháu ngủ chị ạ. Hẹn các bác trưa mai nhá, 12 giờ. 12 giờ em lên lại cả đống váy này các bác và ủng hộ nốt với lại sơ mi Van Hàn và Vin nhá các chị nhá.